Rồi hello anh em ha. Đây là con SH Mod ha. Đây giờ mình nói cái xe này nó bị gò điện, giờ mình làm nhanh gọn lẹ để mình giao cho người ta luôn, sẵn mình quay mình chia sẻ với anh em ha. Thì cái xe này á thì để mình cái này bị gò điện, giờ bỏ tìm xe thôi. Thì giờ mình sẽ cho anh em xem ha. Anh em xem cách anh em dò cho nó nhanh chứ không gì hết. Rồi, thì bây giờ đây, đây là bộ tìm xe zin, thì để mình tìm xe zin cho anh em xem. Thì đây. Đây là cái chìa khóa xe của nó ha, đây. Đây mình tháo này ra rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn này về vô. Gắn sơ sơ vô thôi nha anh em. Rồi. Thì gắn sơ sơ vô thôi, tìm xe cỡ lên luôn. Đây. Ha anh em ha, đây là bộ tìm xe zin nè. Rồi. Thì bây giờ mình tháo cục âm ra, mình lấy một cái bóng đèn led, mình đưa vào đây. Anh em thấy nè, lúc nào đèn led nó cũng sáng nè. Đây, cục âm. Ha. Đây là bóng đèn led. Một que vô cái bình, một que vô đây thì đèn nó đang sáng. Thì cái bình này để khoảng ngày 2 ngày là hết bình ha anh em ha. Nó gò khoảng 8 đến 9 V, 8 đến 9 V. Rồi bây giờ mình sẽ giật cái bộ, mình sẽ giật cái bộ tìm xe zin của nó ra, mình ghim cái bộ tìm xe mới. Thì anh em nhìn thấy nè, để mình ghim lại anh em nhìn thấy khi mình giật ra đèn nó tắt nè. Đây, anh em thấy nè, nè, mình giật cái đèn tắt nha. Ghim vô sáng nè, giật ra tắt nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bộ tìm xe Vario, mình sẽ ghim vào bộ này đang không có gò điện. Rồi mình sẽ ghim vô đây. Anh em nhìn ha. Rồi. Bây giờ đèn nó không có sáng ha anh em ha, đèn hết sáng. Rồi anh em thấy không ạ? Đèn không còn sáng ha. Rồi mình sẽ giật cái củ Vario này ra, mình ghim lại cái củ nó. Rồi, anh em xem đây này của nó ha. Rồi cho mình đút vô mình đây. Anh em thấy nè. Nè, giật ra ta, giật ra tắt nè, ghim vô sáng nè, giật ra tắt nè, ghim vô sáng nè. Rồi thằng này đang tìm xe được. Rồi giờ mình lấy cái bộ Vario này mình đút vô. Thì anh em coi nó tìm xe được hay không ha. Rồi bây giờ mình đút của Vario vô rồi. Thì đây của Vario ha. Rồi cái này là chỉ bộ zin của nó. Rồi thì mình đút vô hàng này nó không sáng. Và bây giờ mình sẽ gắn lại này, mình xem mình tìm xe ra được hay không ha. Đây à, anh em thấy ha, tìm xe được. Rồi thì giờ anh em thử lại cái nữa nhanh gọn lẹ. Mình sạc bình, mình giao xe khách anh em ơi. Đây là cái bộ Vario, khi anh em tháo một cục mát ra, anh em tháo một cục mát ra ghim vào trong bóng đèn thì này nó không sáng ha. Đây của Vario không sáng. Rồi giờ mình sẽ giật Vario ra, mình sẽ ghim bộ này vô. Rồi anh em thấy nè, nè mình giờ ghim vô là sáng đèn ha anh em ha. Tắt nè, ghim vô sáng nè. Đó, cho anh cái gì vậy? Đâu? Đục, cho anh vậy luôn hả? Lấy chim xong chưa? Chưa, này. Ra coi xe này sao giờ thằng ra đó. Xe kia mở chạy sướng không? Thú mà xe này giờ nó bị ra đầu nên nó nặng lắm. Hộp cái đầu hả? Nhận thêm kèo future hộp cái đầu nè anh em ơi. Đó, tặng cho hai chai cồn dưỡng da. Rồi, thì đó anh em thấy ha, cái bộ này của nè, bây giờ mình ghim vô là đèn này nó sáng hoài luôn nè anh em, sáng hoài luôn ha, sáng hoài. Rồi chỉ cần mà mình giật nhẹ ra thôi, rồi ghim vô sáng, ghim vô sáng, giật ra tắt, rồi ghim lại cái bộ này cũng vẫn tìm xe được nhưng mà không gò điện nha anh em. Rồi anh em thấy nè, đó thấy không, không gò điện ha, mà bộ này vẫn tìm xe được nha. Mình để đó, mình sẽ lấy cái này mình ghim cục bình vô mình tìm xe cho anh em xem. Đây ha, mình ghim lại ha, tìm xe đó. Thì cái bộ này nó đang không có bị gò điện là lý do bộ này cái nó còn mới. Rồi đi xác định nhanh gọn lẹ ha, thì anh em cứ mở cục mát ra cho em mà lấy một cái bóng led ha, bóng led. Rồi cho một que qua bên cái này một que bên đó, rồi gò điện hay không rồi làm lại cái nữa mình tắt nha anh em. Rồi mình ghim lại cái bộ cũ nữa đi. Rồi ghim lại cũ ha anh em ha. Rồi để đó. Rồi bây giờ sẽ lấy một bóng led, tại mình phải đi qua con chở, không đi qua con chở nó cháy bóng led nha anh em. Rồi giờ này mình để đây cho anh em xem. Rồi mình chọt này vô đây đi, nếu mà nó chập là sáng hoài luôn, sáng quanh năm suốt tháng luôn. Đây sáng quanh năm suốt tháng luôn ha. Rồi giờ thử lại cái bình cái đồng hồ, bỏ nó ra đây. Rồi bây giờ mình sẽ để đây ha, bật thang đo 20 V ha, 20 V. Rồi một que vào trong cục bình, que nào cũng được anh em. Rồi một que để đây, nếu mà nó gò bao nhiêu điện á, cái bộ đó nó gò bao nhiêu điện thì nó lên bao nhiêu điện. Rồi là cái bộ này gò là 9 V 37 nha anh em. Đây 9 V 37. Thì bây giờ sẽ giật cái này ra, anh em thấy giật cái nè. Mình giật cái này ra nè, anh em thấy nè. Nó hết gò nha.
thấy mà để ý từ từ là một hồi thằng này nó sẽ chạy xuống nha. Đó. Mình thấy nó tụt từ từ xuống về không nha. Còn mà ghim thằng này vô á, cứ ghim thằng này vô á là thằng này nó lên 9V nha. Đây ghim vô lần này lên 9V. Đúng rồi. Rồi thôi, chào anh em ha. Chào mọi người ha. Kết thúc video mọi người.